hồi bữa đậu bớt rồi. Vậy là mấy cái bông lẹt đẹt sao là nó lại đậu á hả? Còn mấy quy này. Đầu bữa đậu bớt còn mấy quy, lốt nắng lốt tứ á, còn mấy quy nó đậu rồi, nó còn dữ đây, miếng miếng đây. Làm mẫu năm nó mổ, nó mổ kiểu. Năm sau dìu đi, dìu bài bản đi. Anh đừng có rung quá. Ông anh năm nay em biết à. Nên anh rung quá, nó sợ chứ. Nó sợ. Nó khổ ra 7 ngày 10 ngày nó chỉ tái nó mới rụng. Cỡ 10 ngày á thì như đợt anh vừa rồi á, nó cỡ 10 ngày nữa là nó êm rồi, mà tại anh sợ quá anh xịt luôn á. Xịt luôn với nhau. Ừ. Nếu mà anh làm giờ lá còn 10 ngày nửa tháng nữa là kịp đứng ít rồi. À. Là giờ được 2 3 lá rồi. Lúc anh đốt cái nó tức quá. Phun hãm cử này nữa ngân chưa? Hả? Hãm đợt cử này nữa là ngân chưa? Cũng chưa biết, tùy tái. Hãm cái đợt này nữa là tùy tái. Anh hãm lăn cà ly, lăn cái nào gì lăn với cà ly hả? Lăn một cua, lăn một cua. Rồi đốt cái đâu phải hãm này. Này là cho nó quýu, quýu đọt lại không? Đủ mưa này, nó đang mưa lắm, phải phun mưa để là mưa đầu mùa nó hay, nó có sấm sét, nó hay có đạm á. Kêu công làm bớt hay chưa? Kêu công làm bớt chưa? Giờ anh sợ nó nhổn quá, sợ nó mất công mất việc rồi, nó phun được vô bữa. Bữa qua rải bạc ơi, nấu mệt đi, sáng giờ đâu có phun nấu đâu. Cho nó phun dưới bây giờ nó thấy buồn quá rác luôn nè. À. Rác luôn, sợ nó mưa 2 3 ngày liên tục luôn mà chết. Cái bạc mấy ly anh vậy? 0.75. À 0.75. Mấy khối dự kiến là cái hồ đó chứa mấy khối? Chứ nó thì có cỡ 3.000 khối. Cái gì vậy? Sâu bao nhiêu? Hả? Sâu bao nhiêu? Đâu? Sâu quá, độ sâu của nó đó. Sâu chắc gần 4 mét đâu. Phải đổ 4 mét, đổ 1 mét, đổ 1 mét tung tung. Giếng khô mắt hả? Bữa qua nó tính chưa có 3.000 khối trúng. 3.000 khối hả? Xài sao hết được, thả cá thôi. Thì phải xét như sao vậy? Chúa bữa nay cũng anh đang mấy chúa đâu dám nghỉ đâu. Nó nắng lại chết luôn. À vậy là cái giếng nhà khô queo hả? Cái giếng nhà một bữa tứ viết quá, nghỉ 7 tiếng tứ được 1 tiếng rồi. Nghỉ đêm sáng này tứ còn được 4 tiếng. Thôi năm nay rồi nói cho anh còn tưới nước tưới là hên rồi đó nhiều anh, ông. Anh thang được cái giếng ngon. Nhiều ông à, ông giếng ngay tầm mấy triệu được 114 triệu lên nước rồi. Không? Không có giếng. Một con nhiêu, con 100 triệu hả? Ý là xong hết con nghe đây. Ủa mẹ tức là xong có lần 14 triệu rồi lên núi đó. À là ống rồi bơm rồi luôn, dây luôn, nói trong tắc kẻ là 14 triệu rồi nước lên luôn. À. Bơm được hết luôn. Ủa đồ rồi, dư quá rồi, đi khiếp luôn, giữ cây là được. Ô rồi đi rớt không, rớt mạnh không? Ừ, mấy cái nào yếu nó rớt à. Nó đi rồi rớt nha. Đi là yếu rớt nè. Gió đánh chịu thôi. Giờ. Với lại năm nay nó kéo lâu quá anh nhớ. Ừ. Nó nín lâu quá bây giờ. Ồ, nó phải bung. Nó đi rọt rồi rớt hết. Phải. Ừ. Rồi đi mạnh quá rớt. Con nào bữa lá là rớt cái gì. Cái này chắc còn hai mấy trái quá. Giờ cái mới phải chừng thu ấy. Còn được 2 trái ăn chủ đàn 2 trái. Đúng quá. Đúng quá. Cái này ai cũng khoan hết thôi chứ đào sao nổi. Đào không có nước. Cà năm nay trúng nữa rồi. Năm rồi bán sớm hay bán muộn cà này? À cũng hè. Nhưng mà năm nay còn giữ được cà ngon chét này nè. Đêm kia không đủ nước. Năm nay mất mùa cà đó. Nếu mà cà vào đây nhiêu nước xuống lại trăm rồi. Dưới trăm rồi. Ừ. Xuống thấp hơn trăm. Chiều nay hả? À.
Ủa, hôm qua mưa cử đã thiệt. Hả? Hôm qua em đang thiếu nước, hôm qua nó mưa một trận đã đời luôn. Dạ, ai cũng nghe. À. Anh đủ cũng mừng, anh thiếu cũng mừng, mừng ghê đó. Lớn rồi. Em mà nói thì thiếu, em đâu có đủ đâu, em tưới nhín nhín rồi, em xác định thiếu ngay từ đầu rồi, em tưới tưới mát thôi, giữ cái cây thôi. Khoan nghe, khoan vẫn thiếu mà, nó đâu có đủ đâu, nó hụt hết, ông nào cũng khoan hết. Tuột, tức là ông nào cũng khoan thì nước đâu mà chịu nổi. Một ông cỡ hai mẫu là người hai cái. Không có, nó tuột liền anh, mình ai cũng hút hết rồi, chịu sao nổi. Không, chưa chắc đâu, vậy là cùng nhau hút là hả? Nó khác không vậy? Nó hả? Nó khác đi, cái mùi mặn mùi hút mà này. Không thì bây giờ anh cứ nghĩ đi, thì nước nó cứ nó len, nó cũng nằm cái tầng tầng sàn sàn vậy thôi, nó là một cái vùng vậy đó. Như cái giếng khoan mặt nó đứng nè. Nó chạy nó không đứng, huy là người má là như vậy, như cái tầng mạch nó chạy như dòng sông chạy đi rồi chạy miết cả với nó có đứng. Ôi trời, lưu thước nó như vậy. Ê, giống như cái giếng anh mà cỡ 30 mét là anh thấy nó nhiều nước rồi đúng không? Ừ. Thì bây giờ anh thấp xuống thì ông nào cũng thọt xuống cái dưới thì nước đâu chịu nổi. Em chỗ em là cái ông hai cái em hai cái cũng rớt dân tụi bắp đúng rồi. À hai cái anh bây giờ hồi bữa mà anh kẹt tiền nhé. Anh tính anh múc thêm vô khổ một kiện không, anh múc thêm hai mét nữa mình chưa đó, rồi sau mình chưa thời hạn mình tưới một năm 7 ngày cứu cũng được. Được, như cỡ 3.000 khối là của anh là em rồi, có thêm cái giếng khoan nữa. Bốn năm sau nó lặp lại một lần nữa là hạn, không biết là mấy năm tới có hạn thêm không biết. Nắng từ tháng 10 hả? Nhà bên Đắk Lắk là chỗ em là từ tháng 10 là nó ngưng nước miết tới nay luôn á. Tưới nó lộn khoắn nó với lại mình tưới không khéo nó cũng bị sốc á anh, sốc nhiệt á. Hồi bữa đậu quá rồi. Vậy là mấy cái bông lẹt đẹt sao là nó lại đậu á hả? Còn mái quê à. Đợt bữa đậu quá còn mái quê, lốt nắng lốt mình tưới ấy, còn mái quê nó đậu rồi, nó còn dữ đấy, miếu miếu ấy. Có hái được rồi. Làm mẫu năm nó mổ nó xỉu. Năm sau dìu đi, dìu bài bản đi. Anh đừng có run quá. Ông anh năm nay em biết à. Nên anh run quá, nó sợ chứ. Nó sợ. Nó khổ ra 7 ngày 10 ngày nó chỉ tái nó mới cỡ 10 ngày á thì như đợt anh vừa rồi á, nó cỡ 10 ngày nữa là nó êm rồi, mà tại anh sợ quá anh xịt luôn á. Xịt luôn với nhau. Ừ. Nếu mà anh làm giờ lá còn 10 ngày nửa tháng nữa là kịp được ít rồi. À. Là giờ được 2 3 lá rồi. Lúc đó anh đốt cái nó tức quá. Kiểu nó tức quá là nó không. Ủa mua dây điện bự ghê anh vậy. Dây đây dây ba mấy luôn không? Dây 35 nè. Dây điện á. Dây 35. Tòi. Anh bắt cái dây điện lực ấy, còn dây đây bỏ nè. Sao vậy? Chơi dây dỗm nè. Để lại đó. Để lại anh bắt vô nhà rồi chơi. Anh bắt hẳn dây điện lực hết nè. Ủa vậy hả? Bắt cái dây bao nhiêu mét? Cái đây không biết nữa. Cái đây chịu bệnh nào nào cắt vô cái tròi rồi. Cái dây cắt luôn. Xong cái hồ làm cái năng lượng nữa. Năm tới đi. Đúng rồi, năm nay nó đẹp ghê quá. Nó phun ào ào mà. Anh phải ra một cơi đó để cho nó dễ cho anh ếm. Nó mắc của anh như cỡ 4 tháng mắc con vậy. Nếu mà hồi đó mà anh xịt đứt là ếm mắc 4 tháng rồi. Nó tốn công xịt nữa nha. Hãm mà đuối hơn nhiều á. Nhiều mỗi cách để nhiều. Nhiều mà đủ. Anh cũng nhiều 3 lần rồi, 3 phòng 3 lần rồi chứ. Tại anh rung quá thôi. Mình nhọn. À. Giờ mình chú nhiều mình khó nhọn đủ vậy. Đâu có đưa thuốc gì cũng không đứng mà. Đây kinh nghiệm nha anh, nghĩa là bảo là sang năm anh dìu lại nè. Ủa má chú dìu nhất đó. Hãm biết là nó mệt đúng không? Ừ. Như năm nay hãm quá, nó nóng quá, nó cũng tức quá nó ra nè. Mưa xuống. Nói chung là mình làm mẫu ngành mẫu khác, không có làm mình
cái năm nay của anh là nó giống cái năm năm trước của anh Thiết á, trái á. À đây vậy á, biết lớn nổ biết còn thấy nó dài, nó dài cục bọt phải biết. Nếu mà chưa được 60 ngày mà nó cỡ này là nó lớn rồi đó. Ấy là người ta kêu lớn ấy, nó lớn nhanh, anh tưới nước nhiều nó lớn nhanh, nó méo. Nó méo là nước khoảng bỏ 2 lần 15 năm 20 lần. Năm 20 hả? 15 năm 20. 15 năm 20. 2 lần hả? Đợt này tùy cho tái. Anh đi ba số bàn đi anh Nghĩa, giờ bắt đầu cử này đi ba số bàn đi. Thấy là nó phọt thì đi 20 10, còn nó lớn, nó vừa lớn được thì đi ba số này đâu có dừng nữa đâu. Ừ thì đi ba số bàn á mà ba số cao á. Ba số 20 được anh Nghĩa. À. Ừ, ở đây có bán ba số 20 đó. Ông ba số 15 cũng được. Thành không, 15 nó không thúc được đâu. Hả? 15 nó không thúc được nha. Đó, 20 hoặc là 321 gì cũng được. Bài số 20 sổ phần nước cái phần hộp thì cũng có biết. Ra thằng Phú Mỹ á, đạm Phú Mỹ. Phú Mỹ. Ừ, đạm Phú Mỹ nó có 320 á. Phú Mỹ nó dễ tan không hả? Dễ lắm, anh tưới cỡ cử hai cử ẩm ẩm là nó tan còn dễ hơn thằng BM á. Không, bỏ ba số lớn đi, bỏ ba số nhỏ nó chỉ phù hợp với cân bằng cây thôi. Cái này êm nè, trái dài dài à. Mà nó hơi méo à. Này là chốt hạ là không được như ý muốn à. Đó. Còn ít trái rồi. Nhưng cây nào cũng có mười mấy 20 trái thôi. Cái này nhỏ. Rồi cập nhật mọi người vườn anh Nghĩa nó vậy đó. Hôm nay là không được đều đẹp trái như năm rồi. Có sao quay vậy luôn. Ảnh số là anh dìu được cái cử đọt đó là ngon luôn, mà anh không dìu cái cử mà lúc mà làm hoa đó, nó tức quá nó đi đọt thì le hết. Ngày năm nay nắng nóng khó làm hơn. Cái này còn nhiều. Này anh cử nữa nghỉ với anh Nghĩa. À, cử này người đó là nghỉ á, không phun lớn rồi, lớn trái rồi. Cử này mà anh đi một cơi đọt đúng là lý tưởng nhất là khoảng tầm 70 ngày đi cho nó ăn cử một cơi đọt á thì được. Đây nó ra hơi sớm mất à, mất rồi, lực quá này sung quá. Nó đi bắt cành dưới ra nít nhẹ, đi cành trôi nhẹ cuốn á. À gió nó đánh văng mất một bên, còn có một bên này. Năm nay chi phí mạnh không anh Nghĩa? Chi phí đỡ hơn năm rồi không? Ngang hả? Do năm nay anh đốt anh dưỡng đốt và phun dưỡng đốt quá tốn luôn. Đốt của dưỡng, đốt dưỡng là tốn công, tốn thuốc nè. Đầu tôi nhiều, tặng đặt đốt đi. Mình không dám bỏ. Tại anh quen với cái chiêu chặn đọt đó thôi. Cà năm nay cũng ngon quá nè. Rầy ghê lắm, 2-3 lưới rồi. Rầy hả? Đây để ý rồi, mai mốt về đất tổng sản lượng được nhiêu ha. Đó anh Nghĩa năm nay sản lượng bằng năm rồi không? Có đó. Không bằng hả? Cỡ này được rồi đó. Để em lượng qua bên kia thử, nãy chưa dạo bên kia mấy đâu. À. Đỡ hơn hả? Để em qua cái khu trống trống cái này thử cả. Chữa bên này thấy nó ít thôi.
Đây mình qua cái khu đất trống bên này nha. Tái dạ mà anh còn khóc như mưa. Đó, nó hơi ngợt nắng, nó hơi mờ mờ chút. Mình sẽ đi quay qua lại khúc này nè. Đó. Trời ơi, này hàng gì trong đám cà phê kia ảnh than là đúng rồi. Chỗ này là hai cái cây nó sát nhau nè, cách nhau cỡ 2 mét hơn chút à. Đó. Hai cây này trái nó lác đác nha, trái nó nhỏ chưa được 60 ngày mà nó dài gan luôn. Nó đồng bộ một cỡ hết à. Đó, cái cây thứ hai nè, hai cây sát nhau luôn nha. Nếu như trồng hai cây mà sát nhau như vậy thì sản lượng nó cũng dữ hơn so với một cây. Cây nào cũng được hết, cây nhỏ cây nãy mình bỏ sót qua nó rồi. Nhiều trái lắm. Cây này nó lớn hơn. Cây này chắc cỡ 50-60 trái rồi. Ui, ổng la dữ, trái quá trời trái rồi mà ổng la.